Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của những anh chị cô đơn muốn tìm một nửa của mình. Tuy nhiên, Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở các anh chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương một điều rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh mở ra nhằm tạo điều kiện để giúp đỡ những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Tuy nhiên, mỗi người tham gia chương trình cần làm một video phỏng vấn nói về lý lịch bản thân mình. Và các anh chị sẽ tự cho nhau số phone, số điện thoại trong lần gặp gỡ phê tham với nhau. Chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không cho ai số phone, số điện thoại hết. Các anh chị vui lòng nhớ điều đó. Nếu mà khi các anh chị cầm máy lên nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Uyên Quỳnh đó, thì nhớ một điều là các anh, các chị phải làm video phỏng vấn để cho đối phương hiểu về hoàn cảnh của mình. Thì khi đó đối phương có muốn kết bạn với anh chị hay không thì họ sẽ tự cho các anh chị các số phone điện thoại. Chú Uyên Quỳnh hoàn toàn không cho ai số phone, số điện thoại hết. Nào, mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Dạ, hôm nay em rất là vui được nói chuyện với anh ha. Phỏng vấn anh ha. Dạ, tôi cũng vậy, rất vui được gặp chị. Dạ, anh có thể cho biết anh tên gì và anh chào cộng đồng mạng ha. Ok, mình tên là Vũ Châu, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1974, hiện tại đang sống ở thành phố Oakland, California. Dạ. Sinh ngày 1 tháng 1 hả? Là ngay tết tây đó hả? Mỗi lần anh tết tây là tới ngày sinh nhật của anh luôn ha. Nhưng mà chưa bao giờ làm sinh nhật. Vậy đó hả? Dạ. Hiện tại anh đang làm công việc gì? Tôi là một thợ sơn xe. Anh qua Mỹ năm nào? Tôi qua năm 2008. Gia đình anh bảo lãnh. Dạ, ông già bảo lãnh. Dạ. Qua đây cũng mình tuổi lớn rồi, 34 tuổi rồi mới qua mình. 2008 là cũng mười mấy năm hả? Dạ, 14-15 năm. Là từ lúc anh qua đây là anh làm sơn xe tới giờ hả? Ồ, tôi qua đây làm đủ thứ nghề hết. Mà đặc biệt cái giai đoạn năm 2008 đó là cái nền kinh tế của Mỹ nó đi xuống á. Dạ. Dạ. Rồi đầu tiên tôi làm bên, qua được 2 tuần lễ là tôi đi làm bên nhà hàng. Việt Nam làm được làm bên phụ bếp mà làm được 20 ngày thì công việc nó chịu nhiều áp lực quá thì tôi nghỉ rồi xong cái tôi đi làm bên cái đồng hồ mà treo tường cái gì. Yeah. Cái đồng hồ lớn lớn á, cũng làm được 2 ngày cũng nghỉ. Xong đi làm bên cái chợ Việt Nam làm được cũng 10 ngày mà làm không cho nghỉ á, mà làm 12 tiếng chịu không nổi, tại vì ở Việt Nam tôi ít có làm gì lắm, tôi học không à. Rồi xong cái chịu không nổi tôi nghỉ luôn. Nghỉ một thời gian chứ bắt đầu đi bỏ báo. Bỏ báo được mấy tuần kia đi làm bên chợ Việt Nam. Cũng làm đủ nghề hết rồi, có từng đi cắt cỏ làm nhà. Mà tôi làm có mấy ngày rồi, 1-2 ngày tôi thấy công việc nó không phải ổn với cũng như nó không có tương lai á. Tôi mới đi nghề xe. Tôi đi học xe này là
trong khi mà mình đi bỏ báo á, mình quen cái mình đi học cái sửa máy, mà sửa cái máy nó lâu quá, rồi tôi mới chuyển qua cái ngành thợ sơn, nó mau mà lương nó cao, nhưng mà nó có hơi độc hại một tí. Nhưng mà bây giờ thì nó dễ rồi, bây giờ thì nó chỉ qua cái sơn gốc nước á, nó không có ảnh hưởng. Chứ đặc biệt bây giờ là tôi làm cho hãng chắc, nó có đầy đủ hết cái bảo hộ lao động, thành thử ra là mình không có sao, dù làm 30-40 năm cũng không có vấn đề. Anh học nghề thợ sơn đó là anh phải học bao lâu? Cái này nếu mà mình có cái nền tảng á, là học nó trong vòng mấy ngày, 3-4 ngày tuần lễ là xong. Ồ vậy đó hả? Dạ. Yeah. Hồi xưa ở Việt Nhưng Nam mà... là anh có biết cái nghề sơn không? À không, tôi chỉ biết chỉ coi qua cái bạn bè người ta sơn xe mô tô thôi, xe hai bánh thôi. Rồi anh đi học bao lâu? À, tôi không học thì cũng như là mình chỉ vô làm luôn thôi, rồi người ta chỉ tôi học cả chừng, như là làm là việc nó dạy mình, tôi làm cả chừng 1 năm là tôi lên vừa làm vừa học luôn á. Yeah. Mà hồi đó cái trả thấp lắm, trả có giờ tính ra là 7-8 đồng. Dạ. Yeah. Bây giờ làm đỡ hơn rồi ha, tại vì lâu rồi, lâu trong nghề rồi. Rồi khi bây giờ anh... tôi làm 1 giờ cũng 36 đồng. Cao như thế đó hả? Dạ. Tại ngàn thợ sơn này nó cực lắm, nếu mà nó vừa nhanh vừa đẹp, một cái xe giao cho mình làm từ 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi thôi là chỉ phải sạch một chiếc xe. Là anh phải sơn hết nguyên chiếc xe luôn hả? Dạ, đi sơn ví dụ vào nguyên xa như bumper, hai cửa, hoặc là hai cửa, hai cái bumper, hoặc là clamp và fender, nó vậy thôi. Ít có chom nào mà nó nhỏ nhỏ lắm. Dạ. Wow, dạ. Lương cũng cao ghê ha. Rồi một ngày dạ, tại vì anh nói đi. Làm bên đây nó cũng như nó chịu nhiều áp lực lắm. Thứ nhất là mình phải biết cái chọn màu cho nó đúng, mà mình vừa chọn màu rồi trong cái máy computer á mà nó quặn sai rồi làm nó chịu nhiều áp lực lắm. tôi muốn bỏ nghề mà bỏ không được, tại vì mình không biết làm gì. Trời, nghề lương cao vậy mà bây giờ anh đi làm nghề khác ít tiền lắm, tại vì anh theo nghề đó lâu rồi mà. Dạ, từ cái lương cao mà mình làm nghề khác để làm không được rồi đó, tôi cũng làm xe luôn, mà tôi cũng bên sơn rồi đó, làm ở Berkeley, làm cho vùng Mỹ trắng này, nó trả một giờ thì 30 đồng, mà khi mà tôi qua làm gần nhà làm cho Việt Nam thì một giờ chỉ có 25 đồng, mà làm đầu tiên làm không nổi, tại mình tự cao mà đi thấp mới làm, không có sức. Không có hứng thú để làm phải không? Dạ, rồi còn thêm nó không có benefit, không có gì hết vậy, không có vacation, không có nghỉ một ngày 15 phút gì hai lần cũng không có luôn. Do bên hãng Mỹ thì có benefit rồi có được nghỉ giải lao hả? Dạ, nó có một ngày nó cho nghỉ được 2 lần, một ngày làm như làm 2 tiếng đồng hồ là phải nghỉ 15 phút, 4 tiếng là phải ăn, mà nó ăn chỉ cho có nửa tiếng thôi. Một ngày anh làm mấy tiếng? 8 tiếng, nhưng mà tôi thì đa số là tôi làm tăng ca là khoảng 9 tiếng hoặc là 8 tiếng rưỡi. Như vậy thì nó trả tiền mình là tăng ca, trả mình tiền thêm cao hơn phải không? Tăng ca thì nó trả 42 đồng. Rồi một ngày, một tuần á, anh làm bao nhiêu ngày? Một tuần thì làm 5 ngày, từ thứ hai tới thứ sáu.
lương cao quá cho nên một mình mà thuê cái nhà gì tới 1.600 mắc dữ vậy, một mình anh ở nguyên căn nhà luôn hả? Dạ, ở đây chung mình nó một phòng thôi là khoảng từ 1.600 cho tới 2.200 ở một lần. Là anh thuê apartment hay là thuê nhà single house? Apartment. Còn mà sao ở anh không đi xe phòng cho nó rẻ? Xe phòng thì hồi kỳ rồi tôi đi xe phòng ở bên cũng gần chỗ làm là 1.000, nhưng mà người ta đòi tiền gì tiền nhiều quá. Nó kêu đã mình deposit rồi rồi tiền giống như để đất bồ vậy đó, làm như ba cái tiền hư hao vẫn vậy, nhưng mà cái đó là mình xe phòng là mình không có đóng tiền đó, trừ khi những người mà có contract là mình mướn trực tiếp á, còn mình xe là mình đâu có vụ đó. Rồi cũng như là người đó nói như vậy tôi không thích, tôi không ấy luôn, nhưng mà nó gần 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 chỗ tôi làm đó. Mà bên đó là bao nhiêu anh xe, bao nhiêu tháng? 1.000 một tháng hả? Dạ, 1.000 có một tháng à. Ôi. Nhưng mà khi mà mình xe với người ta là bếp nó cũng chung, cái gì cũng chung, nó cũng hơi không có thoải mái, vậy nó bất tiện. Sao em kia nghe nói cũng có khu là xe khoảng mấy trăm, 500-600 gì đó anh? Đó là tiền cho khu hả? Ở đây thì nó có rẻ nhất là từ 500 ấy, nó 600-700 cũng có, nhưng mà cái khu vực đó nó không an toàn, nó phức tạp. Dạ, thì đúng rồi, em cũng có nghe người ta share phòng đó là một tháng có vài trăm đô, nhưng mà em nghĩ chắc cũng tùy theo khu vực. Dạ, đặc biệt là ở Cali này, mà ở Oakland, ai nghe tới thành phố Oakland là cũng sợ hết. Dạ đúng rồi. Em cũng có nghe danh đó, em tuy mà không ở Cali nhưng mà em cũng có nghe danh đó, thành phố đó. Dạ, nhưng mà nó tùy khu, và còn cái khu tôi ở này nó cũng giáp với cái Chinatown, nó cũng chỗ trung tâm này gì, cái thành thử cái tiền nhà thì nó mắc, nhưng mà nó gần chợ búa mình dễ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của anh như thế nào? Tôi từ trước tới giờ vẫn còn độc thân, chưa có lập gia đình. Còn single luôn đó hả? Single là chưa từng không? Còn trong thùng luôn đó, có hôn còn chưa có lập gia đình à? Chỉ có chưa thôi. Chỉ có chưa thôi. Dạ, nhưng mà cái kia là không đảm bảo. Còn cái khác là chưa, không có đảm bảo. Rồi nhưng mà anh chắc anh chưa lập gia đình, nhưng mà anh cũng có quen vài cô hả? Có, mà toàn là tôi có quen nhiều, nhưng mà cái sâu sắc nhất cũng 3-4 mối tình gì đó là nó sâu sắc, nhưng mà chính vì cái đó mà làm cho tôi đóng cửa cho tim mười mấy năm luôn. Đóng cửa cho tim mười mấy năm luôn hả? À, mười mấy năm rồi không có quen ai nữa hết hả? Dạ. Các cô đó ở bên Mỹ hay ở Việt Nam anh? Ở Việt Nam. Cái hai mà mối tình mà làm cho tôi đóng là cái đầu mối tình đầu tiên, là cũng như là cái mối tình mà thứ hai thôi, cái tôi kể cái sau cùng thôi, là hồi đó thì mình đang làm cái thủ tục mà trong khi mà chờ đợi qua Mỹ á, là cái tình cờ cái số máy nó y chang như số của tôi, nó chỉ khác trong mạng, thí dụ giờ chị bên T-Mobile còn người kia là bên AT&T, nhưng mà ở Việt Nam thì nó khác như 0972 hoặc là 0973 gì thôi, nhưng mà số mình ở sao là nó y chang luôn. Điện lại cho tôi giật mình, ủa tôi nói sao mà có cái vụ mà cái số mình là sao mà điện lại cho mình được kỳ quá. Tôi đi uống một quay cái tôi đầu mới ấy lại thì nói ồ không phải,
mà là cái người khác nó bị nhầm. Rồi xong cái mình cũng làm quen thì quen nhau được đâu 5 tháng thì tôi qua Mỹ, mà trong khi qua Mỹ thì cũng liên lạc với nhau rồi để như là 3 năm rồi tôi mới quay lại, tôi bảo lãnh qua qua Mỹ. Nhưng mà không ngờ trong khi như là xa mặt cách lòng vậy đó mà cổ lại lấy cho một người là cha nuôi, mà là người Đài Loan. Cha nuôi hả? Lấy cha nuôi hả? À, lấy cha nuôi người Đài Loan đó làm cho mình khổ. Thí dụ giờ lấy bạn bè hay là người nào thì mình cũng không nói, nhưng mà lấy là cha nuôi. Cha nuôi của cô ấy á hả? Dạ yeah, đúng wow. Rồi tại người Đài Loan. Người Đài Loan, tại vì Đài Loan hồi đó chỉ biết ở khu mà Lâm Thạch Đồng Nai á, có mấy quán cà phê vườn, cà phê xanh vườn, cà phê giống á, là cổ đi học mà vừa làm kế toán cho cái quán cà phê đó. Rồi thành thử ra là bắt đầu gây hai rồi sanh tình cảm hay sao đó thì cũng xong rồi tôi mới chia tay luôn. Rồi trong khi tôi chia tay khổ được đâu vài ba tháng thì tôi mới quay lại cái quen một người. Người này là chính về cái người này mà tôi phải đóng cửa là tới giờ. Là người này là hồi cùng quê với tôi, quê ở An Giang. Hồi đó như ba của cổ với mẹ của cậu là cũng như người quen, người hàng xóm, chơi cũng giống như bạn bè thôi, nhưng mà lớn hơn tôi vài tuổi. Rồi xong cái cha của cậu đã mất, rồi còn hai chị em, rồi tôi thấy vậy rồi cũng như mình thương người, thì mình vừa tội nghiệp vừa mới sanh ra cái mình thương. Rồi thêm tôi thích một người có ăn học, đặc biệt là bên ngành y. Tôi chu cấp tiền học, tiền phòng trọ, cũng như là tôi chu cấp phân nửa thôi. Tại cổ cũng còn dường hai, mà dường hai thì cũng nhà khá giả, bên Đồng Tháp có cây xăng, có mấy cái ao nuôi cá gì. Kinh tế khá giả lắm. Rồi hồi đó cậu học bên Đại học Cần Thơ. Rồi ông thì muốn cháu thì học bên quản trị kinh doanh để sau này đi qua kinh doanh. Còn cậu thì cậu thích học bên ngành y. Rồi cậu mới nói với tôi là nói giờ cậu muốn học bên y. Nói giờ học được 2 năm rồi, giờ mới chuyển qua ngành đi. Nói giờ em muốn học thì em lên thành phố học đi, thì ổng không chi thì anh chi. Rồi mới lên học thành phố. Lên học thành phố cái nó tình cờ cái người bạn học chung với xe phòng với nhau bị bệnh. Chỉ biết ngày như là ngày lễ Quốc Khánh, ngày 2 tháng 9 đó, là trong trường nó có một cái chương trình, nó làm lễ ngày 2 tháng 9 nó có một cái chương trình biểu diễn báo dài Việt Nam. Rồi cổ mới đi thay thế cho người bạn, mà cổ cũng hơi có một nhan sắc một tí, đi thi thì được đoạt giải khuyến khích. Chính từ cái giải đó làm cho cái ngã rẽ trong cái tư tưởng đầu óc của cổ là nó bị lệch đi. Năm 2012 có một cái chương trình thi là nữ hoàng trang sức, cổ mới đi thi rồi cổ đậu. Rồi cổ mới báo tin cho tôi là cổ đậu rồi, thì tôi mới không có mừng. Cô ấy tên gì anh? Không mừng vậy. Cô ấy tên gì?
cậu ấy tên Trúc. Trúc hả? Dạ. Trúc. Đến từ An Giang. Rồi tôi mới thấy như vậy tôi mới nói là tại vì anh không vui, tại vì nó phải từ từ là nó có khoảng cách rồi, tại vì anh với em là khoảng cách đã xa rồi, bây giờ nó từ từ nó có khoảng cách rồi. Còn thêm cái khoảng cách xa xa bởi vì rồi tôi mới nói giờ một á là em chọn con đường nghệ thuật của em, còn hai á là em chọn anh. Tôi mới cho thời gian là đầu nửa năm, một năm vậy. Cậu nói cậu bỏ rồi mà tôi không tin, mà trong khi đó tôi có một cái cũng như người chủ mà hãng tôi làm á, anh đi về Việt Nam anh đóng cửa tiệm, tôi thấy vậy tôi cũng đi luôn, tôi không có báo cho cậu mà tôi đi á. Thì tới đó tôi mới báo, cậu cũng ra phi trường, cậu cũng đón tôi. Rồi xong mới về, về thì tôi về, về quê thẳng luôn. Còn cậu thì cậu ở Sài Gòn, cậu nói khoảng 1-2 ngày sau cậu về. Mà trong khi cậu về, cậu nghe lời chị, cậu mới set up làm cho, tại vì tôi nói cách chị của cậu á, là đúc cậu á, là tôi phải mua một cái căn nhà cho cậu, mà căn nhà là cậu đang ở với chị đang ở, tại vì nhà đó là nhà của người dưỡng của cậu, mà trong khi mua thì tôi muốn mua cũng được thôi, nhưng mà mình phải biết là chắc chắn là 100% tự nhiên cho mua gì. Nhưng mà căn nhà trị giá bao nhiêu? Căn nhà chỉ có trăm ngoài thôi, trăm 150 triệu thôi. 150 triệu thôi hả? Dạ, yeah, căn nhà ở quê kìa. Căn nhà ở quê hả, chứ không phải thành phố hả? Dạ, no. Rồi bắt đầu cái tôi thấy thì tôi không ấy, rồi cái chị hai của cổ á mới là lên set up á, là làm cho tôi như là nói tôi ăn cắp cái điện thoại iPhone 5 á chị, năm đó là iPhone 5 mới ra. Điện thoại iPhone 5 của ai, ăn cắp của ai? Của mà cái iPhone đó là của tôi mua tặng cho cổ. Tại vì cổ tôi lại nhà tôi đang ở nhà tôi điện lên nhà nó không có bắt máy, tôi mới điện qua chị hai nó nói nó đang ăn cơm anh vô đi. Tôi vô trong nhà thì không thấy ai, tôi kêu vô không thấy ai, bắt đầu nó la lên nói tôi vô nhà ăn cắp cái điện thoại với tiền 10 triệu bạc. Rồi điện công an qua nó đâu có nghe, đâu có chịu qua, nó cũng như là cứ bắt mình thảy lên xe mà giáp bọng là không có mà ngay cho bữa 30 Tết này chị biết. Cái mà mình tích con cái mẹ nó ung thư, mình cũng gửi tiền cho nó chị bệnh mẹ nó, chị hai nó, mình tất cả những gì mình làm mình chu cấp cho nó hết, mà nó đi làm cái đó cũng như là Việt Nam mình kêu là làm công mất quán đó chị biết không? Nhưng mà tại xử lý sao, do vì sao cô ấy lại nói như vậy chi vậy ta? Tại vì cậu muốn tôi mua nhà mà tôi không mua nhà cho cậu, như muốn tại vô cái con đường đó rồi cũng như là thấy nhiều người đẹp trai hơn, rồi nhiều người giàu sang hơn, có lẽ là như vậy. Nhưng mà nếu mà như thế thì không quen thôi, chia tay thôi, đâu cần phải làm như vậy. Thì đúng, nhưng mà bây giờ biết đã làm nó hết tính con người. Tại vì tôi
Rồi anh bị bắt, anh bị bắt lên rồi sao? Bị bắt vô thì vô trong công an học đâu cũng mấy tiếng đồng hồ, cái người ta đem mình qua một phòng khác, nó thì một phòng khác, rồi bắt đầu cái tại vì ở xứ đó mà ai mà không biết tôi, tại vì gia đình tôi là gia đình Nho giáo, gia đình cũng như là mình có kinh tế khá giả rồi đó, chỉ biết mấy chục năm mà gia đình Việt kiều đâu phải là tầm thường. Như hơn nữa là cũng như là gia đình tôi mấy đời là ở đó là như cũng nhất nhì làng mà. Gia đình anh hồi xưa ở đó là làm công việc gì? Làm nông hả? Gia đình tôi làm nông nhưng mà mang tiếng làm nông vậy thôi, nhưng mà không bao giờ làm. Cứ cho người ta làm gì, từ con bò, con trâu cái gì cứ cảnh hết. Nhưng mà nó lại gì mà cái nó cũng xui cho mình. Cái bữa đó nó báo thì cái trưởng công an á là bạn thân của tôi, mà cái nó đi nhậu bắt tiêu đi, còn lại cái thằng phố nó đều nó từ nơi khác nó tới, thành thử ra nó không biết, nó kêu lính qua rồi rước mình đi luôn. Rồi sao? Qua thì cứ ngồi nhóm tàu thì trong nó thì ai cũng biết gia đình mình, người ai cũng biết gia đình nó rất là khó khó khăn, nghèo rồi nợ đầy làng này xóm, bởi vì nó chính vì cái đó mà nó làm cho tôi cũng như là mất hết cái uy tín của tôi. Ta hướng dẫn cái cách mà ta giải hòa, đầu tiên người ta giải hòa, ta nói một người á là Việt kiều, còn một người là bên nghệ sĩ. Người ta không muốn cái chuyện này nó ảnh hưởng tới nghề nghiệp hay là ảnh hưởng tới cũng như là uy tín của tôi. Tôi nói bây giờ tôi thì không có gì, nhưng mà bây giờ em tưởng là anh ở Việt kiều anh qua, anh không có thời gian, anh không đủ cái trình độ, không đủ hiểu biết về cái mấy cái vụ này sao. Còn nếu mà em muốn làm gì, anh sẵn sàng ở lại Việt Nam giải quyết cái vấn đề này cho xong nha. Cái nó thấy vậy nó mới rút đơn ra, nhưng mà chị nó chỉ nghe lại chị nó thôi. Chị nó mà chị biết không, mà tôi vô á là chị nó kêu mấy cái đàn em mà mấy chục người canh ở ngoài luôn, chị biết không? Nhưng mà mấy người đó người cũng không biết, nó tưởng là tôi dân ở đâu, dân nào ở đâu á, như là thấy cái người này nó có một chút nhan sắc rồi có cái uy tín này kia cũng qua đấy nhỉ. Rồi cái tôi một lát sau cái tôi bạn tôi cũng nó làm bên ngân hàng, dần dần nó toàn là cái người làm việc không à, tại vì tôi hồi đó tôi học mấy bạn tôi giờ nó thành công dữ lắm, còn là dân làm việc dân cứ má mặt ở bên đó thì chỉ biết bên con học cha cha học ở bên đó. Rồi tôi thì cái người sống ở biên giới, tôi ở tỉnh biên cho Bắc An Giang, mà tôi đâu, tôi qua Thái Lan, qua Campuchia, rồi tôi đâu phải là người Việt Nam. Tôi cái gốc tôi là Khmer Nam Bộ. Khmer Nam Bộ hả? Dạ, tôi đi qua Campuchia thì tôi đâu chẳng làm passport gì, tôi chỉ có chứng minh Việt Nam là tôi đi à. Dạ, rồi xong cái đó, tụi nó tôi khi mà công an đã giải hòa rồi đi ra, tụi nó nói trời ơi tưởng là ai ăn không. Cái đầu nó mới giải hòa xong xuôi rồi qua cái bữa sau á tôi mới điện lại gặp nó nói chuyện, nó nói thôi giờ dạ, cái chuyện nó đã lỡ rồi và dạ, cho nó xin lỗi, nó nói giờ dạ, không sao thì âm cứ
anh thấy cái chuyện nó cũng đã qua rồi, cái chuyện gì anh làm thì anh được hưởng hay không là cái đó là như là sau này thì cái người khác sẽ bù đắp lại cho anh, còn em thì coi như là chấm dứt. Anh cũng chúc em có thể là sau này em có hạnh phúc hơn. Tại vì mình không hợp. Bây giờ cô ấy cũng còn theo cũng không, nhưng mà có nghe người bạn nói nên vợ cũng như có con mà không có chồng, rồi cũng nghĩ tại vì chị biết rồi cái ngày đó nó không có lâu, tại vì giỏi lắm cũng một ba năm là hết rồi. Đúng rồi, giống như cái đom đóm gì chứ nó không không bền lâu được. Dạ, nhưng mà giờ nghe nói giờ có gia đình lại rồi, có xe có cỡ như buôn bán xe, có cái showroom riêng. Dạ, dạ. Rồi bây giờ anh muốn tìm một người yêu cho anh á, anh muốn người đó tính tình phải như thế nào? Tôi muốn tính tình trước tiên là phải là trung thủy, rồi có sự hiểu biết một chút, đặc biệt là về ngoại ngữ. Tại vì muốn ở Mỹ này là phải có một cái hiểu biết về ngoại ngữ nhất định nào đó. Sau này thì nó dễ như có con cái vậy, đi học rồi học trường học này kia nó cũng dễ. Tôi thì cái anh văn thì không hiểu, chỉ không biết hiểu. Là trong ngày thì biết, ngoài ra là không biết. Không hiểu anh văn mà tại sao làm việc với người Mỹ được, làm cái hãng Mỹ đâu mà không hiểu anh văn là sao? À, cũng như là nó nói chuyện mình hiểu khoảng cả chừng 40% hoặc là 50%, trong ngày thì hiểu nhưng mà ở ngoài thì không hiểu. Yeah. Rồi anh có để ý được cô nào trên kênh của em không? Dạ chưa thôi, tại vì trên kênh thì đa số thì lớn tuổi, còn tôi muốn lập cái một gia đình, tại vì mình chưa từng có gia đình, mình muốn lập gia đình để mà sinh con đẻ cái. Sau này thành thử ra thì cũng chưa thấy ai có phù hợp. Bây giờ nếu mà anh nói vậy thì anh muốn làm quen với cô độ tuổi khoảng bao nhiêu? Tôi muốn cỡ chừng 28 cho tới 40. 28-40 hả? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi năm nay. Rồi nếu mà anh nói vậy thì sau cái cuộc tình của anh đó là mười mấy năm rồi đó hả, là anh đóng cửa trái tim tới giờ đó hả? Mười mấy năm rồi. Mối tình quá sâu sắc quá không? Dạ. Là hai người quen nhau bao lâu? Quen cũng 5 năm. Wow, là trong 5 năm đó anh gửi tiền cho cô ấy ăn học luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ những lúc rảnh rỗi anh thích làm công việc gì? Tôi thích rảnh rỗi thì tôi thích đi cũng như dạo ngoài cái bên hồ, bà hồ nó giống như là cái eo biển nhỏ vậy đó mà người ta tập thể dục. Rồi lúc trước thì tôi chạy đâu 2 vòng, nhưng bây giờ thì công việc với lớn tuổi rồi, giờ là không có chạy mà giờ là đi bộ thôi. Đi bộ thôi. Yeah. Đi bộ 1 tiếng hay nửa tiếng. Dạ, yeah, với thì như thích coi đá banh, rồi lâu lâu thì có đi qua nhà bạn rồi tổ chức như uống bia karaoke, mà bia cả chừng 1-2 chai thôi. Mà đặc biệt thì
không bao giờ cho giặt nó chỉ huy mình. Mình là vậy, mình là con thôi, mình chỉ huy nó. Ủa anh ơi, khu anh ở là cũng có việc người Việt nhiều mà từ lúc anh qua đây tới giờ anh không quen được cô nào bên đây hả, bên Mỹ hả? À, không quen, tại vì cái ngày tôi đi làm bên xe không mà thử ra chỉ làm quen với xe không có người. Ồ, rồi gặp anh làm cho Mỹ nữa, cho người nước ngoài nữa, cho nên đâu có cơ hội tiếp xúc với người Việt phải không? Dạ. Yeah. À, rồi gia đình anh ở bên đây đông không? À, ở bên đây chỉ có ba người là ông già với em trai. Mẹ có anh còn không? Mẹ còn mà bên bên Việt Nam. Gia đình anh còn bao nhiêu anh em bên Việt Nam? À, còn hai người, anh hai với người em thứ ba, em gái. Ừ. Cũng đã có gia đình rồi hết trơn rồi, mà anh hai thì kinh tế khá giả, cũng thập cập với trong công việc ở trên đó. Giờ còn là cái khu đó, chỗ nào cũng là khu du lịch hết, nguyên cái tỉnh An Giang như là hầu như là du lịch hết. Rồi bên gia đình anh có làm bên du lịch không? À, có bên anh hai ông bên khu du lịch ngay cái chỗ mà dây cáp á. Ồ, cáp treo hả? Dạ, cáp treo á. Dạ. Rồi mỗi lần anh về là anh ở đâu? Về thì tôi ở nhà, nhà riêng, nhà của bà già. À, bao lâu rồi anh chưa về Việt Nam? 12 năm. Wow, từ lúc đó tới giờ đó hả? Đóng cửa hết rồi. Tự nhiên là bị Covid nó đóng cửa đó. Về là sợ bị nữa phải không? Dạ, yeah, sợ bị nữa. Anh chiều cao của anh là bao nhiêu? Chiều cao tôi rất là khiêm tốn, bởi vì nó chính vì cái đó mới có cuộc tình lăng đẳng. Vậy đó hả? Nếu mà chiều cao anh nói cô mà không quen với anh đi thi hoa hậu, đi thi hoa nữ hoàng người mẫu như thế thì chắc cô ấy cũng khá cao rồi phải không? Cao lắm, cổ cao đồng 1m71. Ờ, rồi anh cao bao nhiêu? 1m61. Anh hồi lúc anh đi chung anh có đặt đôi giày hai tấc đi không? Đâu đâu có đặt gì, thích mang giày bập bập mà cho nó thoải mái, giò đi cổ đứng thì mình ngồi, đi cổ ngồi thì mình đứng. Vậy đó hả? Vậy đó. Nhưng mà nhớ lại thì cũng nhớ cái mối tình đầu của tôi, cổ cũng cao đâu 1m68 vậy á. Vậy đó. À, lúc đó tôi đang học 12, cổ thì học lớp 10. Cao vậy đó. Rồi bây giờ nếu mà anh chọn thì anh có chọn chiều cao nữa không? À, bây giờ thì không. Chiều cao thì bây giờ là không có vấn đề gì. Được. Chỉ có một người mà ưa nhìn tí là được, trắng đen thì không quan trọng. Có sức khỏe là được. Dạ, bây giờ là chân nhớ mình giờ cũng sắp sửa 50 rồi. Giờ mà tại hút cái mốc 50 là nó hơi khó cho tự ra, phải mở phải tranh thủ phải không? Bây giờ nếu mà lấy vợ là lấy vợ mà sanh con là con của anh 20 tuổi là anh là 70 tuổi rồi đó, 60-70 rồi đó, tranh thủ lắm là cũng là 60 mấy, gần 70. Uh-huh. Bỏ phí thời gian lâu quá à. Bây giờ phải tranh thủ lên phải không? Dạ, giờ là phải tranh thủ.
Rồi nếu mà như theo anh nói nãy giờ á là anh sợ Việt Nam quá rồi phải Sợ quá không? mà hồi đó thì tôi thích ra quen với những người mà nghèo, tại vì tôi là một người rất có cái trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ thì mình không có cả năm, nhưng mà đa số mà những người mà tôi quen hầu như họ nghèo, họ khó khăn, họ tìm mọi cách để mà vươn lên, nhưng mà không chắc, không có lành mạnh, thành thử bây giờ tôi hơi sợ. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay á. Em hy vọng sau video này á sẽ tìm cho anh được một người yêu thật lòng, một cô vợ để xây dựng tương lai cho đến trọn đời nha. Anh có lời nào chào khán giả không? Ok, và cảm ơn khán giả YouTube cũng như kênh của chị Yên Quỳnh. Rồi cảm ơn chị nhiều đã kết nối chương trình cho tôi. Rồi tôi cũng mong gặp được một người thật sự yêu mình, chung thủy. Rồi cũng chúc mọi người cũng giống như tôi, phải kiếm được một người phù hợp với mình, thật thà, rồi yêu thương với nhau đi hết con đường. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Rồi sau này có Covid nó lặn xuống thì mọi người như vui vẻ hơn. Ảm bảo quá trời. Ok anh, bye anh ha. Ok, ba chị, cảm ơn nhiều.